Miss Universe Thái Lan được phu nhân Tổng thống Mỹ khen ngợi, vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ nắm chắc trong tay. Ngày 21 tháng 9, trên trang sắc đẹp Sass Factor đăng tải bài viết cho biết bà Jill Biden, đệ nhất phu nhân Tổng thống Mỹ, đã dành lời khen ngợi đương kim Hoa hậu Hoàn Vũ Thái Lan 2023, Antonia Porcine. Theo đó, tại buổi tiệc chiêu đãi, phu nhân lãnh đạo các nước dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 78 tại New York, bà Jill Biden đã có dịp gặp gỡ và trò chuyện với bà Park Pillai Thavisin, phu nhân Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin. Trong buổi trò chuyện, bà Jill Biden cho biết rất ấn tượng với cách catwalk và nhan sắc của Antonia Porcine, đặc biệt là màn trình diễn áo tắm của cô. Bài viết sau khi được đăng tải nhận được sự chú ý của fan sắc đẹp Thái Lan và quốc tế. Nhiều fan xứ sở chùa vàng bày tỏ sự tự hào khi hoa hậu của họ nhận được sự chú ý của đệ nhất phu nhân Mỹ. Sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Thái Lan 2023, Antonia Porcine giữ được sức nóng và sự quan tâm từ công chúng. Trang cá nhân của cô cũng tăng lượng người theo dõi đột biến, hiện tại đã đạt gần 1 triệu người follow. Antonia Porcine được nhận xét là một trong những hoa hậu Hoàn Vũ Thái Lan được hâm mộ nhất trong vài năm gần đây. Cô được dự đoán là ứng cử viên sáng giá cho chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ 2023 tổ chức ở El Salvador vào tháng 11. Antonia Porcine sinh năm 1997, mang hai dòng máu Đan Mạch, Thái Lan với gương mặt xinh đẹp, sống mũi cao và đôi mắt to tròn, cuốn hút. Người đẹp có chiều cao 1m73 và thân hình nóng bỏng. Bên cạnh vai trò người mẫu, Antonia Porcine theo học ngành quảng cáo và quan hệ công chúng ở thủ đô Bangkok. Người đẹp yêu thích du lịch, chơi thể thao và có khả năng nhảy, ca hát. Cô cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa ở đại học. Antonia Porcine đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu siêu quốc gia 2019 và đăng quang ngôi vị cao nhất. Trước đó, cô quen thuộc với công chúng Thái Lan trong vai trò người mẫu thời trang. Người đẹp từng gây chú ý khi vào top 10 The Face Thái Lan 2014. Việc Antonia Porcine quyết định từ bỏ danh hiệu Hoa hậu siêu quốc gia 2019 để tham dự Hoa hậu Hoàn Vũ Thái Lan 2023 đã gây nhiều tranh cãi. Ông Gerhard von Lipinski, chủ tịch của cuộc thi Nam Vương và Hoa hậu siêu quốc gia, đã đăng tải một dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân, được cho là thể hiện sự không hài lòng với quyết định của cô. Ngay sau đó, ban tổ chức Miss Supranational Hoa hậu siêu quốc gia đưa ra quy định mới. Theo đó, người giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia phải ký hợp đồng 1 năm và gia hạn sau nhiệm kỳ 2 năm. Người chiến thắng không được tham gia bất kỳ cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia, quốc tế nào khác. Nếu vi phạm, họ phải đền bù cho ban tổ chức số tiền 100.000 USD, khoảng hơn 2,3 tỷ đồng. Có thể thể hiện tại các nước đang giáo diết tìm kiếm đại diện để gửi đến cuộc thi khốc liệt nhất hành tinh. Mới đây, Nepal cũng vừa tìm ra được đại diện tại Miss Universe năm nay. Tuy nhiên, trong đêm chung kết, một sự cố hy hữu đã xảy ra. Á hậu Hoàn Vũ Nepal gây tranh cãi vì không hiểu tiếng mẹ đẻ khi thi ứng xử. Cụ thể, vừa qua đã diễn ra đêm chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ Nepal 2023. Trong cuộc, người đẹp ngoại cỡ Jane Deepika Garrett đã đăng quang ngôi vị cao nhất và giành quyền tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2023 tổ chức ở El Salvador vào cuối năm nay. Sau đêm chung kết, đoạn video ghi lại màn thi ứng xử của Á hậu ba, người đẹp Sitasma Pokharel gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Sitasma Pokharel nhận được câu hỏi từ một giám khảo nữ về vấn đề bình đẳng giới. Nữ giám khảo sử dụng ngôn ngữ Nepal để đặt câu hỏi cho Sitasma Pokharel. Tuy nhiên, người đẹp tỏ ra bối rối vì không hiểu. Sitasma Pokharel sau đó quay sang cầu cứu MC và yêu cầu nữ giám khảo đặt lại câu hỏi cho mình bằng tiếng Anh, khiến nhiều người bất ngờ. Sau đó, Sitasma Pokharel trả lời câu hỏi của mình bằng tiếng Anh. Sự việc đã gây ra ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng Sitasma Pokharel hoạt động chủ yếu ở Mỹ và mới về nước để thi sắc đẹp nên có thể cô không thông thạo tiếng mẹ đẻ. Tuy nhiên, nhiều khán giả tỏ ra không hài lòng với Sitasma Pokharel. Họ cho rằng cô không thể đại diện cho sắc đẹp Nepal nếu không thể nghe và nói bằng tiếng mẹ đẻ. Việc Sitasma Pokharel không có câu trả lời ứng xử tốt nhưng vẫn giành ngôi Á hậu bà cũng khiến nhiều người giận dữ. Tân Hoa hậu Hoàn Vũ Nepal 2023, Jane Deepika Garrett cũng trở thành tâm điểm sau đêm chung kết. Cô đã làm nên lịch sử khi trở thành người đẹp ngoại cỡ đầu tiên giành được danh hiệu quốc gia. Jane Deepika Garrett, năm nay 22 tuổi, là y tá và đồng thời là nhà phát triển kinh doanh đến từ Kathmandu. Tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Nepal 2023, Jane Deepika muốn truyền tải thông điệp về việc yêu bản thân và ngoại hình không phải là rào cản đi tới thành công đối với phụ nữ. Jane Deepika là người đẹp ngoại cỡ thứ hai gây chú ý ở sân chơi Hoa hậu Hoàn Vũ. Và năm 2021, đại diện Thái Lan Angele Scott Kemis cũng gây chú ý với câu chuyện về vẻ đẹp ngoại cỡ của mình. Chung cuộc, Angele Scott Kemis không giành được thành tích và đối diện với sự chỉ trích của khán giả quê nhà, khiến người đẹp suy sụp.